Không phải, chị dâu, chị nói phép cũng có mức độ thôi chứ. Chị dám nói bản thân mình là ảnh tử. Ảnh tử người ta là kỳ tài thương trường trăm năm có một. Chị thì sao? Chỉ là con gái nuôi của thời gia mà thôi. Chị dám mạo danh ảnh tử, không sợ người đời cười cho sao? Có anh ở đây, không ai dám đuổi em đi cả. Không cần lớn miệng như thế. Tôi không lớn miệng, tôi chính là ảnh tử. Chị dâu, chị đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mọi người nghe thấy chưa? Con gái nuôi của thời gia, cô ta dám nói mình là ảnh tử, là kỳ tài thương trường ảnh tử. Mọi người xem, có nực cười không? Ảnh tử, lẽ nào là chủ tịch của tập đoàn Thiên Mã sao? Tầm nhìn trông rộng, thủ đoạn khôn lường, là ảnh tử thân phận bí hiểm đó. Tôi biết thời Thuần Nguyên, cô ta chỉ là một đứa con gái nuôi bị dứt bỏ mà thôi. Sao có thể là ảnh tử? Nghe nói hôm nay ảnh tử cũng đến. Dám mạo danh cô ấy, không sợ cô ấy giận rồi trả thù sao? Đúng đó, nói điều cũng phải xem đang ở đâu chứ. Chị dâu, nghe thấy chưa? Không chỉ mình tôi không tin, mà mọi người cũng không tin. Cho dù cô ấy có là ảnh tử hay không, cô ấy vẫn là vợ của Thịnh Hàng Ngọc tôi. Đến lượt các người ở đây bình phẩm sao? Nguyên Nguyên, chúng ta đi, đợi đã. Tôi cho hai người đi lúc nào? Thân là người chủ trì, tôi không cho phép những người tạp nham làm loạn ở nơi đây. Ảnh tử, ảnh tử, sao cô lại có thư mời của ảnh tử? Cái này, tôi hiểu rồi. Chắc chắn cô đã dùng tư cách gì đó để trộm thư mời của ảnh tử. Không phải. Chị dâu, tôi suýt nữa bị cô lừa rồi. Thịnh Dự Khải, não là một thứ tốt, chỉ tiếc là anh không có thứ đó. Trước mặt nhiều quan khách như vậy, cô còn dám cứng miệng? Lẽ nào cô cho rằng sẽ không có ai vạch trần cô sao? Anh làm gì vậy? Là người chủ trì, tôi có quyền hủy bỏ đồ vật của người không thuộc về bữa tiệc này. Được, Thịnh Dự Khải, anh thành công chọc tức tôi rồi. Tôi ở đây tuyên bố, tập đoàn Thiên Mã từ nay về sau sẽ cho Thịnh Thế vào danh sách đen, vĩnh viễn không hợp tác. Tôi lại sợ quá cơ. Này, không lẽ cô tự cho rằng bản thân là người làm chủ Thiên Mã hả? Nếu cô mà làm được, tôi đây tháo đầu xuống cho cô làm quả bóng đá chơi luôn. Chuyện gì ở đây vậy? Túm tụm lại đây làm gì? Ông nội, thời Thuần Nguyên, cô ta dám giả mạo ảnh tử trà trộn vào bữa tiệc, còn ở trước mặt mọi người làm mất mặt Thịnh gia chúng ta nữa. Còn ấy chỉ đang khuyên nhủ thôi. Lão đại, bảo sao em không thấy chị? Hóa ra chị ở đây. Giả Nghi Ninh, cậu cũng trà trộn vào đây à? Không đúng, cậu vừa rồi của ta là gì? Lão đại, câm miệng. Nghi Ninh là một trong những khách quý đại diện cho tập đoàn Thiên Mã đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Cậu tập đoàn Thiên Mã? Cậu là ảnh tử? Không, ảnh tử là con gái mà. Tôi không phải ảnh tử. Chị ấy mới là người cầm đầu của tập đoàn Thiên Mã chúng tôi. Ảnh tử? Cái gì? Cái gì? Cô là ảnh tử? Không sai. Tôi không hề ngốc. Trước kia đều là tôi giả ngốc. Thực ra tôi vô cùng lợi hại. Tôi là người đứng sau tập đoàn Thiên Mã. Thì ra em thật sự là sếp lớn đứng sau Thiên Mã, ảnh tử. Đúng vậy, tôi đã sớm nói với anh rồi. Con người tôi chưa bao giờ nói dối. Tôi nói sự thật, nhưng mấy người không một ai tin cả. Em không hề biết chuyện này. Không phải anh nói, nếu tôi thật sự là chủ tịch của tập đoàn Thiên Mã, anh sẽ tháo đầu xuống cho tôi đá sao? Tháo xuống đi. Chị dâu, em chỉ nói đùa thôi. Chúng ta là người một nhà, chị đừng xem là thật. Xem ra tập đoàn Thịnh Thế ngày càng lụi tàn rồi. Ngay cả tổ chức tiệc thôi mà cũng không ra gì. Tập đoàn Thiên Mã tôi sẽ không bao giờ hợp tác với Thịnh Thế. Chị dâu, chị dâu, chị dâu. Mày, ông nội, thằng trời đánh, mày lại làm cái gì hả? Con cũng không biết thời Thuần Nguyên, cô ta là ảnh tử.
Cho dù nó không phải ảnh tử, nó cũng là chị dâu mày. Tao không yêu cầu mày tôn kính nó, nhưng vẫn phải có những lễ nghi cơ bản. Mày thì sao? Tâm địa hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp. Để giờ, ngay cả cơ hội hợp tác tốt như vậy cũng vụt mất. Mày, từ hôm nay cút xuống khỏi vị trí chủ tịch cho tao. Sau này không được tham dự bất kỳ chính sách gì của Thịnh Thế nữa. Thời Thường Quyên, em thật sự là chủ tịch tập đoàn Thiên Mã, ảnh tử sao? Sao nào? Đến giờ anh vẫn không tin tôi. Tất nhiên anh tin em. Chỉ là lúc đó anh tưởng em chỉ nói đùa. Vậy em và Nghi Ninh cũng chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, đúng không? Thịnh Tổng, hai chúng ta đã ly hôn rồi, có phải anh quản hơi nhiều không? Anh không hề đồng ý ly hôn. Vậy chúng ta càng không có gì để nói cả. Lão đại, Thời Thường Quyên, tôi quả thực không ngốc. Trước kia đều là giả vờ. Thực ra tôi vô cùng lợi hại. Tôi là người đứng sau tập đoàn Thiên Mã. Tôi đã điều tra kỹ càng về tập đoàn Thiên Mã. Boss trên danh nghĩa của tập đoàn Thiên Mã là thiếu gia Giản Gia. Chuyện này có lẽ là ngài đã biết. Nhưng mà phong cách kinh doanh của tập đoàn Thiên Mã lại y hệt Giản tiểu thư. Chuyện này là sao? Không phải nói vân tay của mỗi người là độc nhất vô nhị sao? Sao vân tay của Di Tâm lại trùng khớp với Thời Thuần Quyên? Thời Thuần Quyên và Di Tâm, sao lại có nhiều điểm trùng hợp đến vậy? Lẽ nào cô ấy mới là Di Tâm? Không phải tôi, anh nhận nhầm người rồi. Nhưng cổ tay của Thời Thuần Quyên không có nốt ruồi, Di Tâm lại có nốt ruồi. Rốt cuộc là sao chứ? An Ngọc, anh đang bận sao? Sao em lại đến đây? An Ngọc, từ sau khi em dọn ra ngoài, anh chưa từng đến tìm em. Có phải em có chỗ nào chưa đủ tốt, vì vậy anh... Không có, xin lỗi, gần đây công việc anh hơi bận. An Ngọc, có phải anh thay đổi rồi không? Không còn thích em nữa? Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều. Đúng rồi Di Tâm, em xem, em quay về được một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa gặp mặt người thân. Anh đã thông báo với ba mẹ em, qua mấy ngày nữa họ sẽ trở về nước thăm em. Em chuẩn bị chút đi. Đột ngột vậy sao? Em không muốn nhanh chóng gặp lại ba mẹ mình à? Anh nhớ trước kia em rất dính ba mẹ mình mà. Không phải, em chỉ lo lắng giờ ngoại hình em không còn giống như xưa. Không biết họ có nhận ra em nữa không? Em là con gái ruột của họ. Cho dù ngoại hình có thay đổi thì quan hệ huyết thống cũng không đổi. Yên tâm đi, họ nhất định sẽ nhận ra em. Có lời này của anh, em yên tâm rồi. Còn một chuyện nữa, dù sao thì bây giờ em cũng đã thay đổi quá nhiều. Nếu mà anh khẳng định bản thân tin em, nhưng nếu bên cha mẹ em hy vọng làm giám định huyết thống, em có thể làm chứ? Tất nhiên rồi. Được. Cái đó, An Ngọc, em thấy không khỏe lắm, em về nghỉ ngơi trước. Hay là anh tiễn em? Không cần đâu. Không cần. Chuyện Giản Di Tâm bảo cậu điều tra, đã tra ra gì chưa? Lão đại, lão đại, mấy ngày nữa ba mẹ em sẽ về nước. Nó nhất định phải mời chị một bữa, muốn cảm ơn chị đã chăm sóc em mấy năm qua. Không vấn đề gì chứ? Chúng ta giao tình bao nhiêu năm, ba mẹ cậu về nước, tất nhiên tôi phải tận tình tiếp đón họ rồi.
Nhưng mà ba mẹ cậu không phải di cư nhiều năm rồi sao? Sao đột nhiên lại về nước? Còn không phải nghe nói chị tôi đã quay về, gấp gáp muốn gặp chị ấy sao? Theo em thấy, người phụ nữ đó 80% là giả mạo. Đã trở về lâu như vậy mà còn không liên lạc với em, chị em không có tuyệt tình vậy đâu. Thịnh Hằng Ngọc nhất quyết cho rằng cô ta là Giản Di Tâm, không thể thiếu được. Chắc anh Hằng Ngọc bị mê hoặc rồi, hoặc do thương tâm quá độ nên nhầm thôi. Tôi mặc kệ anh ta nghĩ gì. Đúng rồi, cậu gửi cho anh ta đơn pháp lý, nói với anh ta nếu cậu không đồng ý ly hôn thì tôi sẽ kiện anh ta ra tòa. Thập thò ở cửa làm gì? Có gì mờ ám à? Không phải đâu, đại thiếu gia. Có một chuyện, có gì mau nói. Vậy tôi nói thẳng, nói. Thiếu phu nhân nói, nếu ngài còn không ly hôn, cô ấy sẽ khởi kiện ngài. Cậu nói gì? Thiếu phu nhân nói, tôi không biết. Vậy, có ly hôn không ạ? Không ly. Cậu gửi một bản hiệp nghị, hợp tác cho Thiên Mã. Nói Đỉnh Thịnh sẽ chịu toàn bộ chi phí, lợi nhuận thì đưa hết về Thiên Mã. Cứ nói đây là quà tôi tặng cô ấy. Lúc đầu không chịu sống yên ổn với người ta, cứ muốn tìm người, giờ lại quay ra nịnh nọt. Cậu lầm bầm gì thế hả? Không, không có gì. Sao còn đứng đấy? Có gì muốn nói sao? Vâng, có một chuyện. Ngài bảo tôi điều tra về cuộc sống trong 5 năm vừa qua của Giản tiểu thư. Mọi thứ trước mắt đều bình thường, nhưng tôi thấy có một điểm kỳ quái. Điểm gì? Tài khoản của Giản tiểu thư mỗi năm đều nhận được một khoản tiền từ một tài khoản lạ. Năm đó sau khi xảy ra tai nạn, mọi người đều nghĩ cô ấy đã chết. Hơn nữa cô ấy còn cắt đứt liên lạc với mọi người. Vậy ai là người gửi? Tiếp tục điều tra. Vâng. Chị Thiếu, Thịnh Hạng Ngọc, anh ta đã hoàn toàn nghi ngờ tôi rồi. Anh ta không chỉ gọi ba mẹ ruột của Giản Di Tâm trở về, anh ta còn muốn tôi làm xét nghiệm ADN. Nếu tôi làm xét nghiệm ADN với bọn họ, nhất định sẽ bị bại lộ. Ông già bên tôi đã cắt chức tôi rồi. Ông ta là kẻ thiên vị. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Hay là nhân lúc họ chưa phát hiện ra, chúng ta ôm tiền cùng chạy đi Nhị Thiếu? Không. Còn có một cách khác. Cách gì? Giết người, diệt khẩu. Sao anh lại đến đây? Hợp đồng anh gửi, em nhận được chưa? Nhận được rồi. Vậy ý em là? Sau đó tôi bỏ vào máy cắt giấy rồi. Em Quyên Quyên, anh Trịnh Hằng Ngọc, anh sẽ không nghĩ rằng chỉ với chút lợi nhuận này đã thu phục được tôi rồi chứ? Làm sao Giản Di Tâm của anh lại không để ý đến anh rồi? Vì vậy anh mới cất công chạy qua đây để tìm thế thân là tôi chứ gì? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Có thể cô ta không phải Giản Di Tâm thật. Hơn nữa lần này anh đến là muốn nói. Không cần nói với tôi, chuyện của hai người không liên quan đến tôi. Quyên Quyên, em phản cảm với anh vậy sao? Ngại quá. Gần đây dạ dày không thoải mái, hơn nữa lại gặp người mình không thích, nhất thời không nhịn được. Tôi sẽ đền quần áo cho anh. Thịnh tổng, thứ lỗi. Không phải chứ, thật sự mang thai rồi. Nhưng chỉ có một đêm thôi mà. Thịnh Hàn Ngọc, anh hại chết tôi rồi.
Nguyên Nguyên, anh là chó đó hả? Tôi đã bảo anh rồi, hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Sao anh cứ quấn lấy tôi hoài vậy? Anh chuẩn bị cho em chút đồ, đều quà dạ dày, nhớ ăn đó. Dù công việc có bận, cũng không được bỏ bữa đâu. Không cần anh quan tâm. Đây là... Chết rồi, quên mất không có cái đó. Hai vạch đỏ nghĩa là sao? Cái đó Thịnh tổng đã nghe qua que thử bệnh chưa? Que thử? Bệnh cúm thôi. Hiện hai vạch là tôi bị cảm. Thịnh tổng cách xa tôi ra, miễn cho lây bệnh. Không sao, anh không sợ lây. Sao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm? Nguyên Nguyên, vậy anh đi hâm nóng đồ ăn. Nguyên Nguyên, xong rồi đây. Nhưng lúc còn nóng uống đi. Thời Thuần Nguyên. Nguyên Nguyên, em sốt rồi. Xem ra làm người không thể tùy tiện nói dối, nếu không sẽ thành sự thật. Anh đưa em đi bệnh viện. Xe của Thịnh Hàn Ngọc đã bị tôi động tay qua rồi. 5 năm trước tôi tính kế hắn một lần, 5 năm sau tôi vẫn tính kế hắn. Chỉ cần Thịnh Hàn Ngọc chết, tập đoàn Thịnh Thế sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Thịnh Hàn Ngọc, Thịnh Hàn Ngọc, anh tỉnh lại đi Thịnh Hàn Ngọc. Cứ kệ anh. Nguyên Nguyên, mau ra khỏi đây. Kệ anh. Mau đi. Di Tâm, kệ anh. Đi mau. Đau đầu quá. Xin chào, tớ tên Giảng Di Tâm. Về sau hai ta là bạn cùng bàn rồi. An Ngọc, chúc mừng anh nha. Lần thi này đứng nhất toàn khoa rồi. Nhưng mà anh cũng đừng đắc ý, lần sau em nhất định sẽ giành lại hạng nhất. Di Tâm, sau khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn nhé. Mình nhớ ra rồi, mình nhớ lại hết rồi. An Ngọc, An Ngọc, em không phải Thời Thuần Quyên, em là Giảng Di Tâm. Em nhất định sẽ cứu anh. 5 năm trước em cứu được anh, 5 năm sau em vẫn sẽ cứu được anh. An Ngọc. Thiếu phu nhân, tỉnh rồi. Cô thấy ổn chưa? Tôi đang ở đâu? Đây là bệnh viện sao? An Ngọc đâu? Thịnh Hàn Ngọc đâu? Thịnh Hàn Ngọc anh ấy ở đâu? Vết thương của đại thiếu gia tương đối nghiêm trọng, vẫn đang phẫu thuật ạ. Vẫn đang phẫu thuật. Vậy là còn sống. Còn sống là tốt rồi.
Thiếu phu nhân, cảnh sát đang đợi bên ngoài, họ muốn điều tra vụ tai nạn. Cô có tiện không? Hay là nghỉ ngơi thêm chút nữa, tôi sẽ bảo họ mai lại đến. Không sao, cứ bảo họ vào đi. Vâng. Thời tiểu thư, hôm xảy ra tai nạn xe, đã xảy ra chuyện gì, cô có thể kể chi tiết không? Tối qua tôi sốt cao, nên chồng tôi đã đưa tôi đến viện. Lúc đó tôi mê mê tỉnh tỉnh, cụ thể đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng rầm cực lớn. Sau đó đợi tôi định thần lại thì tai nạn đã xảy ra rồi. Theo kết quả giám định xe, phía bên trái của xe đã bị biến dạng nghiêm trọng. Có thể thấy chồng cô rất yêu cô. Vì dưới tình huống thông thường, khi gặp nguy hiểm, con người ta sẽ đánh lái về bên trái nhằm bảo vệ bản thân. Nhưng mà chồng cô lại chọn đánh lái về bên phải để bản thân chịu hoàn toàn sự va chạm. Có thể thấy anh ta rất yêu cô. Thì ra là vậy. 5 năm trước cũng vậy. Xin lỗi, tôi hơi thất thần. Không sao đâu thời tiểu thư, chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của cô. Nhưng mà như này, chúng tôi phát hiện phanh xe của hai người đã bị động tay qua. Chúng tôi nghi ngờ chuyện này không phải ngoài ý muốn, là có người hãm hại. Vì vậy, phiền cô nhớ lại một chút, gần đây có đắc tội với ai không? Không cần. Chuyện này 5 năm trước tôi đã từng trải qua rồi. Tôi biết đó là ai. Bác sĩ, khi nào anh ấy mới tỉnh lại? Sau này đầu của anh ấy sẽ không có vấn đề gì chứ? Thịnh tiên sinh bị thương toàn thân, mất máu quá nhiều. Sau khi phẫu thuật, hiện đã tạm thời an toàn. Nhưng mà thông thường tai nạn đều sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Trường hợp của Thịnh tiên sinh, muốn biết có vấn đề gì không thì phải đợi ngày ấy tỉnh lại, khám tổng quát lần nữa mới biết được. Vâng. Có việc gì cô cứ gọi tôi. Cảm ơn bác sĩ. Lão đại, chị sao rồi? Đang yên lành sao lại xảy ra tai nạn, em sợ quá đi mất. Nghi Ninh, em đã lớn như thế này rồi. Hả? Lão đại, chị nói vậy là sao? Chúng ta mới gặp nhau 2 ngày trước mà, sao chị làm như lâu lắm mới gặp lại em vậy? Chả lẽ chị mất trí nhớ? Mất trí nhớ gì chứ? Chị đây, tìm lại được toàn bộ ký ức rồi. Hả cái gì mà hả? Về sau em sẽ biết thôi. Giờ có việc quan trọng hơn. Chỉ cần em giúp một chuyện, phong tỏa bệnh viện lại, sau đó tìm nhà báo đến, thông báo ra bên ngoài chị và Hằng Ngọc đã chết trong vụ tai nạn xe. Người như Thịnh Dự Khải, chỉ khiến hắn ngồi tù thôi thì quá nhẹ rồi. Chỉ muốn để hắn trèo lên thật cao, rồi đạp xuống đáy xã hội. Đã rõ. À đúng rồi, ba mẹ không phải đang bay về nước sao? Chắc sắp hạ cánh rồi, nhớ đón ba mẹ đấy. Em biết rồi, không cần chị. Không đúng, đó là ba mẹ em. Chị gọi ba mẹ làm gì? Đoán xem. Hôm qua xảy ra một vụ tai nạn xe vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến 2 người thiệt mạng. Nạn nhân được xác nhận danh tính là trưởng tôn Thịnh Hằng Ngọc Thịnh Gia cùng với vợ Thời Thùng Nguyên. Vụ tai nạn vẫn trong quá trình điều tra, phóng viên thường trú sẽ tiếp tục báo tin. Chết rồi, Thịnh Hằng Ngọc thật sự chết rồi. Vì sao sẽ không có người nào tranh giành với mình nữa? Tập đoàn Thịnh Thế sẽ là của một mình. Dị Thiếu, Dị Thiếu, ba mẹ ruột của Giảng Di Tâm sắp hạ cánh rồi, tôi không thể gặp họ, không sẽ bị phát hiện mất. Sợ gì chứ? Thịnh Hằng Ngọc chết rồi. Mấy năm qua Giảng gia ở nước ngoài phát triển không tồi, Giảng Nghi Ninh lại là người thành lập tập đoàn Thiên Mã. Lẽ nào cô không muốn trở thành Giảng Di Tâm, thừa hưởng tất cả những gì cô ta có sao? Nhưng nếu họ yêu cầu xét nghiệm ADN thì sao? Vậy tôi... ADN cũng đâu phải không thể làm giả. Tôi hiểu rồi. Vậy Nhị Thiếu, một lần nữa, hợp tác vui vẻ.
chúc mừng thời tiểu thư, cái thai vừa trải qua tai nạn xe nên có chút không ổn định, nhưng bây giờ tất cả đã bình thường lại rồi. Nó rất kiên cường. Cảm ơn bác sĩ. An Ngọc, nếu anh còn không mau tỉnh lại, không sợ sẽ bỏ lỡ sự trưởng thành của con mình sao? Lão đại, Thịnh Dự Khải đã hoàn toàn tin chị và anh Hằng Ngọc đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe rồi. Tiếp theo phải làm gì? Giảng gia làm lễ nhận người thân. Em tuyên bố ra bên ngoài, nói em sẽ đưa 50% cổ phần của Thiên Mã chia cho người chị ruột mới tìm được của mình. Hả? Từ năm đó, sau vụ tai nạn ngoài ý muốn kia, chị em chúng ta lâu lắm rồi mới được gặp lại. Đúng đó, năm đó tôi mất đi con gái nên quá đau buồn. Bây giờ thì tốt rồi, Di Tâm chưa chết, cả nhà lại được đoàn tụ bên nhau, thật tốt. Đừng đứng ở đây nói chuyện nữa, mau vào đi. Đúng đúng, mời vào. Hết ngày hôm nay, mình sẽ không còn là một đứa con gái nông thôn bị người đời khinh rẻ, chịu sự bắt nạt nữa. Mình sẽ là thiên kim Giảng gia, Giảng Di Tâm. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát rồi. Nguyên Nguyên, chúng ta... Em sẽ đưa anh đi xem một vở kịch. Anh có thắc mắc gì, xem xong sẽ rõ ngay thôi. Đi. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chúng tôi mời mọi người đến đây là muốn tuyên bố vài chuyện tốt. Chắc mọi người đều biết, 5 năm trước con gái chúng tôi đã gặp phải một vụ tai nạn. Lúc đó chúng tôi tưởng rằng con bé đã qua đời, nhưng không phải như vậy. Con gái chúng tôi đã được người tốt giúp đỡ. Mấy năm nay vẫn luôn tiến hành trị liệu nên mới không liên lạc được với chúng tôi. Nhưng giờ con bé đã quay lại. Trân trọng giới thiệu với mọi người con gái chúng tôi, Giảng Di Tâm. Ba, mẹ, là con gái bất hiếu. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Con còn sống là tốt rồi. Đúng đó, ba mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Tiếp theo, tôi muốn công bố chuyện tốt thứ hai. Vừa nãy tôi đã nói, sau khi Di Tâm gặp nạn đã được người tốt giúp đỡ. Hơn nữa, vị người tốt này hôm nay cậu ấy cũng đến đây, chính là nhị thiếu Thịnh gia, Thịnh Dự Khải. Trải qua những năm bên nhau, Di Tâm và nhị thiếu gia Thịnh gia đã nảy sinh tình cảm với nhau. Hai đứa trẻ sẽ cử hành lễ đính hôn vào một ngày không xa. Hy vọng tất cả mọi người ở đây đều có thể đến dự. Không đúng, nếu tôi nhớ không nhầm thì Giảng tiểu thư không phải là bạn gái của đại thiếu Thịnh Hằng Ngọc hay sao? Sao bây giờ lại thành bạn gái của nhị thiếu rồi? Đúng đó, vị nhị thiếu này rõ ràng giết Giảng Di Tâm, là bạn gái của Thịnh Hằng Ngọc. Sao mà hắn ta cứu người là phải giấu tất cả mọi người, khiến cho mọi người đều hiểu nhầm Giảng Di Tâm đã chết vậy? Chuyện nhà người khác chúng ta đừng quản nhiều. Cũng đúng. Di Tâm, những vất vả của em bao năm qua anh đều nhìn thấy. Bác trai bác gái, xin hai người hãy yên tâm, sau khi cưới Di Tâm con nhất định sẽ đối với cô ấy thật tốt, tuyệt đối không để cô ấy chịu bất kỳ ấm ức nào. Mọi thứ của Giảng gia tôi cũng sẽ tiếp quản hết. Tiếp sau đây tôi muốn tuyên bố chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, đó chính là con trai tôi Nghi Ninh, vì thương cho chị gái nó đã vất vả bao năm qua, thằng bé quyết định sẽ giao một nửa cổ phần Thiên Mã tặng cho chị gái nó, Giảng Di Tâm. Từ nay về sau, hai chị em bọn nó sẽ cùng nhau điều hành kinh doanh Thiên Mã.
Đợi đã. Đó không phải đại thiếu Thịnh Hàng Ngọc và vợ cậu ta thời Thuần Nguyên sao? Không phải họ thiệt mạng trong vụ tai nạn xe rồi à? Chuyện gì vậy? Lẽ nào gặp ma rồi? Thịnh Hàng Ngọc, thời Thuần Nguyên, hai, sao hai ngươi? Có phải anh muốn nói không phải chúng tôi chết rồi sao, đúng không? Nếu không phải tôi thả tin tức giả ra, thì hôm nay sao tôi có thể thấy một vở kịch lớn như này? Không thể nào, anh trai và chị dâu tôi, họ đều chết trong vụ tai nạn xe rồi. Chúng là giả. Bảo vệ đâu? Lôi hai người kia ra ngoài. Sao gấp vậy? Người bị đuổi ngày hôm nay không phải chúng tôi đâu, mà là anh đó. Đưa tài liệu cho tôi. Cô Trần Thúy Hương, cô được sinh ra ở một thôn quê nghèo khó. Ba của cô là Trần Quang Chiếu, mẹ cô là Đoàn Vũ Hà. Cô hãy giải thích cho chúng tôi biết, sao bây giờ thân phận cô lại trở thành giảng di tâm rồi? Trần Thúy Hương gì chứ? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Vậy sao? Cô không chịu thừa nhận cũng không sao. Tôi đã điều tra ngọn ngành những nơi cô từng sống. 4 năm trước cô vô tình quen biết Thịnh Dự Khải, bởi vì ngoại hình của cô gần giống với giảng di tâm, cho nên hắn mới nhìn trúng cô. Cô giả mạo giảng di tâm lừa gạt chồng tôi không thành. Hai người các người vẫn nhất quyết không buông tha, muốn hại anh ấy lần nữa. Sau đó lại đến giảng gia bịa đặt lừa gạt, muốn chiếm sản nghiệp nhà họ. Có phải không hả? Sao cơ? Người phụ nữ đó vậy mà là giả mạo. Giờ mới thấy cô ta chỉ là nhìn hơi giống giảng di tâm thôi. Nhìn kỹ thì hoàn toàn không phải. Không phải nói cô ta vì bị quỷ dung nên mới biến thành như vậy sao? Hóa ra chỉ là bạo biện. Nói linh tinh. Cô đừng tưởng chỉ dựa vào đống tài liệu giả đó là có thể vu oan cho Di Tâm. Cô dựa vào gì để chứng minh Di Tâm là giả mạo hả? Bởi vì tôi mới là giảng Di Tâm. Bởi vì tôi mới là giảng Di Tâm. Đây là ADN do bên cảnh sát trực tiếp giám định cho tôi. Không phải ở bất cứ viện tư nhân nào cả. Vậy nên tài liệu này không thể làm giả. Còn mới là Di Tâm sao? Ba, mẹ, con xin lỗi. Con cũng mới biết thân phận của mình. Em là giảng Di Tâm. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tai nạn 5 năm trước, bởi vì có diện mạo giống với thời Thuần Nguyên, vừa khéo cô ấy bị chị gái nuôi thời Vũ Kha hãm hại. Hai vụ tai nạn xảy ra cùng địa điểm. Em đã bị nhận nhầm là thời Thuần Nguyên, sau đó bị đưa về thời gian. Lúc tỉnh lại thì mất trí nhớ. Cho đến hiện tại, lúc Thịnh Dự Khải gây ra vụ tai nạn xe, may mà em không chết. Ở trong hoàn cảnh đó, em đã nhớ lại mọi chuyện. Nhưng mà tại sao trên cánh tay em không có nốt ruồi nào? Mặc dù mặt của em không bị sao, nhưng cánh tay và sau lưng lại bị đốt cháy nghiêm trọng. Sau khi làm phẫu thuật xong thì nốt ruồi cũng mất rồi. Thì ra là vậy. Thì ra em luôn ở bên cạnh anh. Anh xin lỗi. Anh đã suýt bị người phụ nữ giả mạo kia lừa gạt rồi. Lão đại, thật là chị sao? Giống như một giấc mơ vậy. Chị sẽ không giống bọn họ lại lừa gạt bọn em chứ? Vậy có cần chị đang nói ra trên mông em có mấy nốt ruồi không? Không cần đâu, em tin rồi. Chị ấy chắc chắn là chị con. Thì ra con mới thật sự là con gái ruột của chúng ta. Chả trách lúc con mới bước vào, ta lại thấy con giống con gái chúng ta đến như vậy. Đều tại cô. Cô lừa cả nhà tôi. Cả nhà tôi suýt bị lừa bởi đồ giả mạo nhà cô rồi. Đồng chí cảnh sát, giờ bắt người đi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Anh biết tôi là ai không? Anh biết tôi là ai không? Buông ra. Anh biết tôi là ai không?
Không phải, buông ra, mau buông tôi ra. Biết tôi là ai không? Tôi là Nhị Thiếu Thịnh Gia. Tôi là Thịnh Dự Khải. Thịnh Dự Khải, lừa gạt người khác, mưu sát bất thành, nhiều tội như vậy, cuộc đời còn lại của anh sẽ được làm hàng xóm với thời Vũ Khải ở trong tù. Tôi hiểu rồi, là cô cố ý. Cô cố ý giăng bẫy tôi. Cô rõ ràng mấy người chưa chết lại giả mạo tin tức nói là đã chết, dụ tôi tiếp tục phạm tội, cố ý muốn bắt tôi tại trận. Thì sao nào? Cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục có vui không? Tiện nhân, con tiện nhân, tao giết, tao phải giết mày, tao giết, tao phải giết mày. Thả ra, thả ra. Thằng đáng chết. Đồ khốn đáng chết. Con gái. Di Tâm, con thực sự đã trở về rồi. Lần này về, con sẽ không đột nhiên biến mất nữa chứ? Mẹ yên tâm, sẽ không đâu. Những năm qua con ở bên ngoài chắc chắn đã chịu không ít khổ. Không có đâu ạ. Thực ra con sống cũng không tệ lắm. Mặc dù thời gia tâm địa đen tối, nhưng mà họ căn bản không phải đối thủ của con. Con gái của mẹ lợi hại chứ hả? Đúng đúng, con gái của mẹ từ nhỏ đã thông minh, lợi hại rồi. Sao vậy? Có chuyện gì thế con? Không thoải mái ở đâu sao? Để ba gọi bác sĩ. Không cần đâu ba. Con không có sinh bệnh. Chỉ là hai người sắp được làm ông bà ngoại rồi. Hả? Em nói sao? Em quên mất không nói với anh. Em bảo em có thai rồi sao? Anh sắp được làm ba rồi. Đúng đó, tiện cho anh quá mà. Tốt quá Quyên Quyên. Không đúng. Di Tâm, anh xin lỗi, trước kia đã làm em buồn quá nhiều. Được rồi, mọi chuyện đều đã qua, đừng nhắc lại nữa. Em có thể tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội biểu hiện lại từ đầu không? Trước khi hồi phục trí nhớ, em vốn dĩ không muốn tha thứ cho anh đâu. Nhưng mà sau đó em thấy anh vẫn không hề thay đổi. Hơn nữa trải qua nhiều chuyện như vậy, lại gặp nhiều biến cố cũng không còn buồn nữa. Vì vậy em sẽ tha thứ cho anh lần này. Là anh quá ngu ngốc, không những không nhận ra em mà còn suýt bị người phụ nữ kia lừa. Em biết, anh chỉ vì quá yêu em thôi, vì vậy mới trở nên cố chấp đến vậy. Anh thề rằng chuyện như này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Vậy thì em tin anh đó. Nhiều năm như vậy, hai đứa các con cuối cùng cũng về bên nhau. Hai ông bà già chúng ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Đúng vậy, bây giờ mọi khó khăn đều đã qua đi rồi. Nào nào nào, chụp ảnh gia đình thôi. 3, 2, 1, cười lên.